Tối 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Tháp lửa, tri thức, kiến tạo tương lai. Tại đây có sự tham dự của 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước, mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn. Hội sách đã trở thành một sự kiện đặc biệt, không chỉ với mục đích tôn vinh văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội của thủ đô, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng thủ đô và ôn lại truyền thống của thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng, linh thiêng và hào hoa, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Hội sách cũng mở ra một hoạt động văn hóa ý nghĩa cho văn hóa đọc, mang tính thường niên và tạo thành thói quen. Sự kiện nhằm tạo không gian văn hóa đọc, xây dựng, khuyến khích thói quen đọc sách và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng như thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thủ đô. Đồng thời, giới thiệu các giá trị tri thức và văn hóa của thủ đô Hà Nội cũng như Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội thủ đô thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc. Có lẽ là em đã xây dựng được niềm đam mê đọc sách từ lâu. Và em muốn đến hội sách này cùng với em trai của em để mà truyền được thêm cho em trai của em những tình yêu với cả những cuốn sách, tri thức ở trong những cuốn sách. Cái việc không gian văn hóa đi bộ như thế này thì đồng thời sẽ là một cái phía bên là tựa sách ấy ạ. Thì mọi người sẽ được đi ngắm nhìn những cuốn sách nhiều hơn. Được ra đây bạn lại gặp cái hội chợ sách. Đấy là tri thức của loài người, bắt đầu từ OABC và nhận thức sau này khoa học sẽ tiến lên cũng nhờ sách. Không chỉ thu hút các độc giả trong nước, Hội sách Hà Nội còn là điểm đến của nhiều khách du lịch nước ngoài. Vâng, tôi rất vui mừng được quay lại sang thăm Hà Nội Việt Nam và trong dịp ngày chúc vui mừng giải phóng thủ đô. Ô, Hội sách thì ngày xưa chưa có như thế này đâu, hội sách nhỏ nhỏ thôi, từ bên bờ đường. Bây giờ thấy cái tổ chức hội sách thì thấy quy mô phát triển lớn lên. I think the book fair is very interesting that we don't have that many activities like this kind of event in Taiwan. So actually I was planning to come here. I was just traveling in Hanoi, but I saw this book fair and I told my friend that I really want to come. Yeah, I love books. Hội sách Hà Nội lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.